Mến chào các bạn trở lại với kênh Nhịp Sống Xanh Dance. Mình là Ngân Hà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc cực kỳ vui nhộn trên nền của ca khúc Em Đi Xem Hội Trăng Rằm, thể loại Shuffledance các bạn nhé. Đây là một bài mà mình biên đạo bao gồm có 52 bước. Chúng ta chỉ di chuyển qua một hướng thôi. Không để các bạn chờ lâu nữa, trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4. Và cứ như vậy, chúng ta cứ nhanh cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần giọng nhạc, chúng ta có 3 động tác. Động tác số 1, các bạn đứng nhún chân tại chỗ, hai tay chống vào eo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, các bạn sẽ đi bên trái, bắt đầu bằng bước đơn. 1, chụm chân phải 2, bước đơn bên phải, chụm chân trái 3, 4, lặp lại 5, 6, 7, 8. Tiếp theo các bạn lại thực hiện bắt đầu bằng chân trái với động tác số 3. Chúng ta sẽ đưa chân trái bước lên, ta đếm 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn lại lặp lại động tác số 2 ngang 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác số 4 dọc 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện một lần nữa bước ngang 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nghiêng người để chuẩn bị cho động tác tiếp theo, đó là nội dung chính của bài. Nội dung chính của bài câu số 1. Chân phải làm trụ, các bạn sẽ nghiêng người một góc 45 độ. Chân trái đá ra 3 lần, kết hợp với tay thoát ra. 1, 2, 3. Nhịp thứ tư các bạn thu chân về 4 và xoay người để thực hiện với việc đá chân phải. 5, 6, 7 và thu chân về 8. Nhanh hơn một chút nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, mình sẽ làm chậm hơn một chút. Và khóa chân. 1, và 2, và 3, và 4. Nhanh hơn một chút nhé. Mất đi nhịp và. 1, 2, 3, và 4. Nhanh hơn nữa nhé. 1, 2, 3, và 4. Sau đó các bạn lui bắt đầu chân trái 5, chân phải 6, chân trái 7 và chân phải 8. Bước lùi này các bạn sẽ thực hiện nhanh hơn một chút này. 5, 6, 7, 8. Lúc này chân phải là trụ nhé. Mình sẽ thực hiện hoàn chỉnh câu số 2 này. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó, các bạn sẽ quay một vòng bên tay phải của chúng ta. Tay trái cao, tay phải thấp, nghiêng người về bên phải. Ta sẽ thực hiện này. Các bạn lưu ý là chân phải làm trụ nhé. Câu số 3 này. 3, xoay, 2, 3, 4. Đúng cố nhịp. Mình làm lại này. 3, 2, 3, 4. Nhanh hơn một chút nhé. 3, 2, 3, 4. Sau đó, các bạn sẽ đi ngang chân trái 5, lùi
chân phải 6, chân trái đi ngang 7 và chân phải trụ 8. Chúng ta sẽ đi ngang bên trái. Mình sẽ thực hiện lại. 5, 6, 7, 8. Nấc chân hơn một chút nhé. 5, 6, 7, 8. Kết hợp hoàn chỉnh câu số 3 này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4. Chân trái làm trụ, các bạn hơi xoay người sang bên trái, đá gót chân phải, đá xuống, đá lên và thu về chỗ. Đếm nhịp sẽ như sau. 4, 2, 3, 4. Sau đó các bạn lại đi ngang, bắt đầu bằng chân phải 5, lùi chân trái 6, đi ngang chân phải 7 và trụ chân trái tại chỗ 8. Mình sẽ làm lại câu số 4 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn một chút và có độ bật nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tiếp theo câu số 5, các bạn lại đưa chân, gót chân trái lên 5, đưa xuống 2, đưa lên 3, thu về 4. Làm nhanh này. 5, 2, 3, 4. Sau đó các bạn sẽ đi chạm chân trái 5, bước chân phải qua 6, lùi chân trái về 7 và thu chân trái về 8. Làm lại nhé. 5, 2, 3, 4, chạm chân 5, 6, 7, 8. Tạo độ bật này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn sẽ thực hiện một lần nữa chạm chân bằng chân trái 6, 2, 3, 4. Sau đó các bạn sẽ đá gót chân trái, ta đếm 5, đặt xuống 6, đá gót chân phải 7, đặt xuống 8. Và câu số 7 chúng ta sẽ thực hiện lặp lại một lần nữa. 7, 2, 3, 4. Tạo độ bật cho động tác nhé. Bắt đầu từ câu số 6 này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4. Mình sẽ kết hợp câu 5, 6 và 7 nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4. Với tư thế này các bạn lại trở lại câu đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trước khi kết thúc bài, mình sẽ sâu chuỗi toàn bộ 6 câu nhập 8 và 4 nhịp. 52 bước bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4. Mình sẽ quay đằng trước, thực hiện một lần nữa hướng trước để các bạn quan sát tay dễ hơn nhé. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4. Và cứ như vậy, các bạn sẽ nhảy cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Bài chúng ta thật đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và thành công nhé.
Nếu yêu thích kênh Nhịp Sống Xanh Dance, những bài do Ngân Hà biên đạo, hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!